cháu sinh ra thì cháu đã bị liệt từ bé rồi. Cháu cứ ở thế suốt dòng dã trong cháu 3 năm trời. Thì là nhà không có điều kiện nữa, thì là thôi xin về. Đến họ có vào 7 tuổi thì bé mới được mổ. Đến lúc sau bé chưa được 5 tuổi thì bố bị cám mất. Nhà không có điều kiện thì là không thể chữa được. Chính bởi cái nghèo, cái khó mà cánh tay phải của Đỗ Việt Cường đã vĩnh viễn không thể cử động được. Nhưng với suy nghĩ không làm được như mọi người thì làm theo cách của riêng mình, nên Đỗ Việt Cường đã kiên trì miệt mài luyện viết bằng tay trái. Thật sự nó khó, bởi vì khi mình bắt đầu tập thì em là người bị bỏ sau với các bạn, tập chữ khá là xấu. Nhưng mà em học, khi học gần hết lớp 1 rồi là bắt đầu điểm em được cải thiện, và bắt đầu từ đó trở đi là bắt đầu em viết chữ có thể đẹp như các bạn được. Cường không nghĩ mình khác các bạn, và em cũng chẳng hề mặc cảm với dị tật của mình. Bởi thế mà trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là đối tượng được ưu tiên tuyển thẳng, nhưng Đỗ Việt Cường đã không dùng đến quyền ưu tiên đó, mà em vẫn tham gia thi như các bạn và giành điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông Văn Giang. Cái sự nỗ lực vươn lên của bạn ấy rất là cao. Học lực thì bạn ấy là một học sinh rất là khá của lớp. Bạn ấy càng về cuối cái kỳ thi sắp đến gần, bạn ấy càng chứng tỏ là bạn ấy có một sự nỗ lực rất là lớn. Trên hành trình nỗ lực vượt lên số phận của Đỗ Việt Cường, có một người đồng hành thầm lặng, một người mà ngày ngày chở em đến trường, cùng em học bài, cùng em tập bơi, đá bóng và giúp em làm những công việc nhà. Người đồng hành đó là em Đỗ Minh Đức, bạn học cùng lớp đã 12 năm của Cường. Khó khăn trong học tập cũng như là sinh hoạt, và bạn ấy rất cố gắng, thông minh với lại nhanh nhẹn trong việc giao tiếp học tập. Đồng hành với nhau 12 năm học, cùng nhau trải qua biết bao vui buồn của tuổi học trò, và trong tương lai đôi bạn ấy vẫn muốn bước chung một con đường. Em ước mơ được làm một người lập trình, bạn Đức có thể là cùng ngành ạ. Học lực của hai người thì cũng tương tự nhau ạ. Bọn em cũng sẽ lấy cái đó để làm động lực để cả hai cùng đỗ ạ. Chào mừng quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn học sinh đã đến với chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin. Đến tham dự với chương trình hôm nay có sự hiện diện của các vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên. Trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Vinh, trưởng phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học. Đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng đối với mỗi bạn học sinh lớp 12 để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử, đặc biệt là những sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay các nhà tài trợ cùng với ekip sản xuất chương trình đã đến với trường Trung học phổ thông Văn Giang để trao học bổng cho em Đỗ Việt Cường, một học sinh có hoàn cảnh rất là éo le. Ngay sau đây thì chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Tiếp theo xin kính mời ông Lưu Văn Vinh, trưởng phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Văn Giang sẽ lên trao học bổng cho em. Và đến với chương trình Chắp cánh ước mơ hôm nay thì Hội chữ thập đỏ của trường Trung học phổ thông Văn Giang cũng có một phần quà dành cho em. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Giang sẽ lên trao quà cho em. Tiếp theo xin kính mời ông Đỗ Văn Cần, trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường Trung học phổ thông Văn Giang cũng có một phần quà dành cho em Đỗ Việt Cường. Khi nhận học bổng này thì nó cũng không chỉ mang lại về vật chất mà nó còn mang lại về tinh thần. Nó là nguồn động lực để giúp em phấn đấu trong tương lai, có một nền tảng tinh thần vững chắc để em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn học sinh thân mến, chúng ta không bao giờ có thể thay đổi quá khứ của mình, thế nhưng tương lai của chính mình thì hoàn toàn do chúng ta có thể quyết định. Một kỳ thi quyết định tương lai của mỗi sĩ tử thì đang đến rất là gần. Thay mặt những người làm chương trình thì chúng tôi xin chúc cho các sĩ tử sẽ thật bình tĩnh, thật tự tin và có thật nhiều sức khỏe để có thể vượt qua được những khó khăn và đạt được ước mơ của chính mình. Chương trình Chắp cánh ước mơ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.